Rồi, xin chào các bạn. Lâu quá mình không có quay lại mấy cái clip video liên quan tới cool shit. Thì hôm nay sẵn có thời gian thì mình quay lại clip này. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng một cái hàm mới đây, mình thấy nó cũng khá hay và mình nghĩ các bạn ứng dụng vô việc cũng rất là nhanh, đó chính hàm lookup. Lookup ha. Thì trong cái video này thì mình hướng dẫn các bạn cái cách làm sao để sử dụng cái hàm này cơ bản thôi. Thì nó thay thế cái hàm VLOOKUP, hàm MAX, hàm INDEX luôn. Thì trước đó mình cũng có một cái video hướng dẫn các bạn về VLOOKUP, hàm MAX, hàm INDEX ha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về XLOOKUP. Rồi, thì ở đây về cái đường link liên quan tới cái tài liệu này thì mình sẽ share ở dưới cái video cái description đó. Các bạn click vào là ok ha. Rồi, thì trong cái nội dung khuôn khổ của cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái gì? Hướng dẫn các bạn cái gì? Thứ nhất là mình nói lại mấy cái hàm dành cho những ai mà chưa có biết cái mấy cái hàm này. Rồi sau đó mình sẽ nói cái phần lookup ha. Rồi thì với cái sample về lookup các bạn có thể thấy ví dụ như đây là một cái dữ liệu mẫu của mình. Để mình tắt cái này cho các bạn dễ nhìn, tắt cái ghế đi. Rồi các bạn thấy cái dữ liệu mẫu của mình không, gồm có chứng nhân dân, tên, họ, địa chỉ, thành phố, quận, zip code và email đó. Thì khi mình sử dụng cái hàm lookup á, giả sử mình nhập cái địa chỉ này vô, nhập nhập cái chứng minh dân vô, mình mới tìm cái chứng minh dân B15. B15 là đây, B15 là đây, mình tìm cái chứng minh nhân dân đúng không bạn? Đây B15 là đây, tìm cái chứng minh nhân dân và mình muốn trả về cái kết quả số 8. Số 8 là mình phải điểm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là với 8 cột thì đây chính là cái cột thứ 8 của cái hàng VLOOKUP đó. Tìm giá trị và trả về một cái cột mình mong muốn. Và bạn nhớ cái giá trị cần tìm á, cái bảng dữ liệu nó sẽ nằm mé bên tay trái ha. Nó tìm từ trái sang phải, các bạn thấy không? Rồi, đó là cái hàm VLOOKUP. Đó, VLOOKUP là ngoài ha. Dĩ nhiên chi tiết thì các bạn nên xem cái video trước đó liên quan tới hàm VLOOKUP, mình cũng sẽ để dưới video description cho các bạn về hàm VLOOKUP ha. Rồi đây mình nói sơ thôi dành cho những ai chưa biết ha. Đối với hàm MAX, hàm MAX thì mình sẽ tìm cái gì, tìm được cái vị trí của nó ha, trong cái cột cái mảng dữ liệu này. Ví dụ như B21 tức là mình tìm cái 98108, 98108 trong cái H7 và H10. H7 và H10 là đây nè các bạn, H7 và H10. Thì ở đây bạn thấy 9108 thì nó nằm ở vị trí số 2 ha. À, 1 2 đó, nó trả về 2. Đó, thì cái hàm index nó sẽ nhận cái gì? Hàm index ở đây nó nhận là dòng và cột ha. Kết quả tham chiếu dòng và cột đó. Thì ví dụ giống như mình cần tìm cái địa chỉ của zip code nào. Đó, mình cần tìm địa chỉ của zip code nào. Thì mình nhập cái zip code vào. Sau đó mình đi tìm cái gì các bạn? Tìm cái dòng của cái zip code nó là dòng số mấy. À, ví dụ như là 121981121 thì nó là dòng số số 3. Thì cái mục tiêu cái hàm MAX này sẽ trả về là số số 3 thì nó chính là dòng rồi các bạn. Dòng trong cái bảng dữ liệu từ Y7 đến H10. Y7 là đây, đến H10 là đây. Y7 đến H10, được chưa? Trả về dòng số số mấy các bạn? Trả về dòng số 3, được chưa? Sau đó mình muốn tìm tìm cái cột số mấy, tìm cái cột số số 1 thì lúc đó nó sẽ ra cái địa chỉ của cái zip code đó. Tức là với cái hàm MAX và hàm INDEX mình kết hợp lại với nhau thì mình sẽ thay thế cho cái vấn đề của hàm VLOOKUP, đó là không thể nào tìm phía bên phải của cái bảng dữ liệu. VLOOKUP chỉ tìm được phía bên trái của bảng dữ liệu thôi, bên đây kia bảng dữ liệu thôi. Ngược lại phía bên này thì nó không tìm được. Đó. Thì đó là cái hàm VLOOKUP, hàm MAX và INDEX. Dĩ nhiên ở đây mình đang nói sơ thôi các bạn, còn các bạn muốn coi kỹ thì các bạn coi là cái clip dùng mình hàm VLOOKUP với hàm MAX INDEX nha. Tại hôm nay mình tập trung hàm XLOOKUP thôi. Rồi, bây giờ mình quay qua hàm XLOOKUP này, bạn thấy nè, nó rất là tiện luôn, nó rất là tiện luôn ha. Với hàm XLOOKUP cũng với dữ liệu mẫu như thế này. Rồi, bây giờ với hàm XLOOKUP dữ liệu mẫu ở bảng A, dữ liệu mẫu bảng A ha. Bây giờ các bạn thấy cái chứng minh nhân dân nó nằm ở phía trước ha. Còn cái dữ liệu mẫu của bảng B thì cái chứng minh nhân dân nằm phía sau nè. Đó. Bây giờ các bạn thấy không, mình chỉ cần dùng một hàm XLOOKUP thôi ha. Bây giờ mình có chứng minh nhân dân, mình có hàm XLOOKUP, mình gõ nó vô phát mình tìm cái gì, L5 là tìm cái cột này, tức là tìm cái chứng minh nhân dân này và tìm ở trong đầu, tìm trong B7 tới B10. B7 tới B10 là đây nha các bạn, tìm B7 tới B10, các bạn thấy không, tìm từ B7 tới B10 đó. Sau đó mình có tên, họ, địa chỉ. Bây giờ mình muốn trả về kết quả là khi mà gõ một cái chứng minh dân bất kỳ thì nó sẽ trả về cho mình cái địa chỉ là gì, tên, họ và địa chỉ luôn. Thì mình sẽ dữ liệu của mình là từ C7 đến Y10
Đó thì nó một phát một, chỉ cần gõ như thế này là nó trả ra cho mình là tên, họ và địa chỉ luôn. Các bạn thấy hay ghê chưa? Hay ghê chưa? Tức là nó trả về một mảng dữ liệu cho các bạn. Đây nè, research brand là một mảng dữ liệu luôn. Rồi đó, đó là cái hàm VLOOKUP, XLOOKUP. Rồi, bây giờ đối với dữ liệu mẫu của bảng B, dữ liệu mẫu của bảng B, đó, các bạn thấy không? Bây giờ chứng minh nhân dân nó nằm phía sau nè, nó nằm phía sau, nó không nằm phía trước. Đó, thì bên đây mình làm gì? Cũng XLOOKUP cái này luôn và XLOOKUP cái L14, L14 là đây nha các bạn. Rồi trong cái L6 tới L19 là đây. Sau đó mình trả về từ B tới D, B cho đến D. Đó các bạn thấy không? B đến D trả về phát một cũng ra luôn. Bạn thấy hay chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ extend ra cái hàm XLOOKUP tí xíu ha. Rồi. Bây giờ mình cũng sẽ nhập cái chứng minh nhân dân ở đây ha, chứng minh nhân dân. Bây giờ mình sẽ viết cái hàm XLOOKUP. Rồi, XLOOKUP. Rồi, XLOOKUP cái giá trị L19 phải tới chứng minh nhân dân. Được chưa các bạn? Phải. Bây giờ mình cần lấy thông tin là gì? Sau khi nó tìm thấy thì nó sẽ tìm, nó trả về cho mình là họ, địa chỉ và thành phố và quận đi ha. Rồi, mình đóng lại enter. Đó các bạn thấy không? Nó trả về cho mình là địa chỉ, thành phố và quận, được chưa? Địa chỉ, đó, thành phố, quận. Rồi đó. Đó, mình thấy nó làm được ha. Rồi, bây giờ mình sẽ viết thêm một cái nữa, mình tô màu vàng này các bạn dễ thấy ha. Rồi các bạn nhìn nè ha, ở trong này nó sẽ có cái chữ missing value, tức là trường hợp không tìm thấy thì sao, được chưa? Đó thì là gì? Nhập giá trị không tồn tại. Rồi các bạn enter cái ha. Rồi bây giờ mình ví dụ nha, bây giờ mình nhập x, đó bạn thấy không? Đấy, nhập giá trị không tồn tại. Còn giả sử đây mình nhập x thì sao các bạn? Đó thì nó sẽ ra này, nó báo lỗi. Cho nên ở đây á là gì, khi mình nhập ở đây là mình thêm cái phần missing value nữa, tức là trường hợp gì không có giá trị thì nó sẽ hiển thị cái giá trị này. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, nó khá là ok ha. Nói chung là hàm này nó khá là mạnh đó, XLOOKUP. Rồi, tiếp theo ha, các bạn để ý cho mình, trong cái hàm XLOOKUP nó còn có hàm match mode, có cái phần match mode và search model. Thì ở đây á, search mode, cái chỗ mà cái dấu ngoặc vuông này có nghĩa là không điền cũng được, cái đó là có giá trị hoạt định ha, không điền cũng được, optional ha các bạn. Optional nghĩa là không điền cũng được. Thì đây các bạn chịu khó đọc tiếng Anh thì mình đây đó, nếu trường hợp của bạn ấy tiếng Anh, còn không á, thì các bạn chỉnh thành tiếng Việt cũng được, bạn chỉnh cái file Google chỉnh cái ngôn ngữ tiếng Việt lại thì nó sẽ ra tiếng tiếng Việt hết tất cả mọi thứ ha, bạn đọc nó cũng dễ hiểu giống gì hết trơn á. Rồi ở đây nó sẽ có cái phần ở phía dưới là match mode và search mode. Cái match mode ở đây nó sẽ có giá trị là không và một ha. Rồi này nó ghi nè, số không nó sẽ trả về một cái giá trị là chính xác hoàn toàn, còn số một sẽ trả về cái giá trị chính xác hoặc là cái giá trị gì lớn hơn cái giá trị search đó, và trừ một thì nó sẽ trả về giá trị nhỏ hơn gì giá trị cần search đó. Còn nếu mà trường hợp mình điền số 2 thôi thì nó điền theo kiểu y custom match, có nghĩa là nó sẽ tương đồng, là nó dứt hơn. Còn nếu trường hợp không chỉ định thì nó sẽ là giá trị default đó, thì default ở đây chính là không đó các bạn, tức là trường hợp bình thường thôi thì cái phần này nó sẽ là không. Còn cái search mode ở đây nó ghi này ha, nếu là một thì nó sẽ tìm từ từ trên xuống, còn nếu mà bằng gì hai thì nó sẽ tìm từ dưới lên ha. Bây giờ mình sẽ demo cho các bạn cái phần search mode này nha các bạn. Rồi tiếp nha, bây giờ mình tiếp chỗ này luôn ha. Rồi mình copy nó ra thêm cái nữa để mình làm cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi mình sẽ viết lại nè, bằng XLOOKUP. Rồi XLOOKUP cái gì? XLOOKUP cái giá trị cần tìm chứng minh nhân dân đây cố định ha. Rồi phải cho đến gì, mình sẽ trả về là gì các bạn, địa chỉ, thành phố và quận, đúng chưa? Giờ mình trả về zip code luôn ha. Rồi phải, bây giờ missing value là không tồn tại, ghi ba chữ thôi cho nó khác biệt đấy. Phải match mode thì là mình sẽ để là gì, tìm chính chính xác đúng không, đúng không, tìm chính xác đúng không các bạn, từ từ nha, tìm chính xác số 0. Phải rồi search mode, bây giờ mình muốn tìm mặc định á là nó sẽ tìm từ gì, từ trên xuống đúng không, nếu không chỉ định nào bạn, nếu không chỉ định thì giá trị mặc định sẽ tìm theo cái vùng và first entry to last one, có nghĩa là cái đầu tiên cho đến cái kết thúc đó, từ trên xuống. Thì bây giờ mình muốn chỉ định ngược lại là từ dưới lên thì mình sẽ ghi là gì, trừ một, trừ một, đóng vào lại enter. Rồi bây giờ mình nhập một cái chứng minh nhân dân tồn tại nha các bạn. Rồi dữ liệu của mình là bảng B, mình nhập vô nè. Đó các bạn thấy không, nó ra quận, huyện và zip code luôn ha. Bây giờ mình copy cái này ha, địa chỉ, quận, huyện và zip code. Rồi đó các bạn thấy không, nó ra hết nè. Rồi lý do tại sao ha,
Hiện tại trong cái chứng minh nhân dân của mình bản thân á, là cái này nó là duy nhất đúng không? Cho nên khi nó sợ từ dưới lên ha, trên xuống thì nó cũng đụng cái dòng này đúng không các bạn? Bây giờ mình muốn demo á, mình muốn chỉnh sửa tí xíu cái data một tí, mình nên sợ một cái dòng nha các bạn. Mình sợ một cái dòng. Rồi mình cũng copy cái dòng này chèn trên xuống cho nó có hai cái chứng minh nhân dân. Nhưng mà lúc đó mình sẽ sửa là cái địa chỉ nha bạn. Địa chỉ là dòng số 2 nè. 2 nè. 2 nè. Đó, các bạn thấy chuyện gì xảy ra? Đó, nó sẽ lấy cái zip code chỗ này nè. Các bạn thấy nó trả về kết quả này không? Đó, trừ một là từ dưới lên cho nên nó sẽ trả ra kết quả này. Thay vì nó trả ra kết quả này tại vì hai này nó đều match, nó đều giống như này mà đúng không? Nó giống như cái chứng minh nhân này. Đó, bây giờ mình sửa là cái yếu tố số 1 nè các bạn. Enter. Đó, thì các bạn thấy nó trả về kết quả gì? Đầu tiên nó tìm thấy, bạn thấy hay không? Đầu tiên ha, từ trên xuống. Đó, bạn nhớ cho mình cái keyword phía sau nè. Trên xuống trừ một là dưới lên. Đó, nó là cái phần lookup. Thì khi mà sử dụng hàm ít lookup này mình nghĩ là nó thay thế rất là nhiều thứ luôn các bạn. Nó đỡ rất là nhiều so với hàm VLOOKUP nè, hàm MAST, hàm INDEX. Bản thân VLOOKUP nó cũng không tìm từ dưới lên hay trên xuống mà là nó tìm từ gì? Một chiều một từ trên xuống thôi. Đó là ý nghĩa của cái hàm VLOOKUP. Rồi, thì video đến đây là hết. Nếu bạn có hứng thú thì các bạn hãy nhớ like và share cái video này. Tại vì nếu mà các bạn share giúp mình hoặc bạn like thì cái kênh mình nó mới lên được. Thì lúc đó có nhiều người biết tới cái video này. Còn trường hợp các bạn muốn tham gia khóa học của mình ở bên thằng Brexit này thì mình cũng có khóa học ở trên Udemy. Mình có gửi đường link ở dưới, các bạn có thể click vào link dưới đăng ký để có cái mã khuyến mãi nha các bạn. Cảm ơn các bạn.